Xin chào, Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh lỵ của Bình Dương là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh 30 km theo đường quốc lộ 13. Đây là tỉnh có dân số đông thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh thành và cũng là tỉnh có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học rất cao do có nhiều người nhập cư, hơn 50% dân số của tỉnh Bình Dương là dân nhập cư. Năm 2020 là đơn vị hành chính đông thứ 6 về dân số và là tỉnh có dân số đông thứ 4 cả nước, xếp thứ 3 về tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, xếp thứ 3 về GDP bình quân đầu người, đứng thứ 8 về tốc độ tăng trưởng GDP. Với 2.465.000 người dân, GDP đạt 389.500 tỷ đồng tương ứng với 16,81 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người đạt 158,1 triệu đồng tương ứng với 6.907 đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt 9,5%. Bình Dương là vùng đất chiến trường năm xưa với những địa danh đã đi vào lịch sử như Phú Lợi, Bầu Bàng, Bến Xúc, Lai Khê, Nhà Đỏ và đặc biệt là chiến khu 500 với trung tâm là huyện Tân Uyên, nay là huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên, vùng tam giác sắt, trong đó có ba làng An. Ngoài ra còn có khu du lịch Đại Nam là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Bình Dương tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, logistics, các dịch vụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, khuyến khích đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, trồng trọt, chăn nuôi theo hướng trang trại, tập trung. Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích 2.694 km², xếp thứ tư trong vùng Đông Nam Bộ. Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm và đất đai màu mỡ, nên rừng ở Bình Dương xưa rất đa dạng và phong phú về nhiều chủng loài. Có những khu rừng liền khoảnh, bạt ngàn. Rừng trong tỉnh có nhiều loại gỗ quý như cam xe, sao, chắc, gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương. Rừng Bình Dương còn cung cấp nhiều loại dược liệu làm thuốc chữa bệnh, cây thực phẩm và nhiều loài động vật, trong đó có những loài động vật quý hiếm. Cùng với những giá trị quý giá về tài nguyên rừng, Bình Dương còn là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi chứa đựng nhiều loại khoáng sản phong phú tiềm ẩn dưới lòng đất. Đó chính là cái nôi để các ngành nghề truyền thống ở Bình Dương sớm hình thành như gốm sứ, điêu khắc, mộc, sơn mài. Bình Dương có nhiều đất cao lanh, đất sét trắng, đất sét màu, sạn trắng, đá xanh, đá ong nằm rải rác ở nhiều nơi, nhưng tập trung nhất là ở các thành phố Dĩ An, Tân Uyên, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. Bình Dương có các làng nghề truyền thống như điêu khắc gỗ, làm đồ gốm và tranh sơn mài. Từ xa xưa, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, sơn mài và điêu khắc của Bình Dương đã tham gia hội chợ quốc tế, đồng thời cũng đã xuất khẩu sang Pháp và nhiều nước trong khu vực. Tổ chức các chương trình quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch tỉnh Bình Dương tại các sự kiện Du Xuân Bình Dương 2019, lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng, lễ hội Lái Thiêu Mùa Trái Chín, hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 8 năm 2019 tại thành phố Cần Thơ và hội chợ du lịch quốc tế ITE, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Trong 9 tháng 5 năm 2019, ước tính có gần 26 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 5,2% so cùng kỳ, doanh thu ước đạt 955 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Riêng khu du lịch Đại Nam văn hóa, du lịch, thể thao thu hút hơn 560.000 lượt khách với doanh thu đạt 188 tỷ đồng. Bình Dương tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của địa phương diễn ra sôi nổi, rộng khắp, các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ và khai thác phát huy, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận 22 hiện vật bộ dụng cụ dệt Phú Chánh là bảo vật quốc gia, tổ chức lễ đón nhận xếp hạng di tích quốc gia đối với đình thần Dĩ An, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội được thực hiện đảm bảo chu đáo, đúng quy định, trong đó lễ hội chùa Bà Rằm tháng Giêng và các lễ hội mang đặc trưng văn hóa của địa phương như trái cây mùa trái chín, hương bưởi Bạch Đằng đã tạo những nét đẹp văn hóa, nhiều ý nghĩa trong cộng đồng, được dư luận xã hội đồng tình hưởng ứng. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.